tiên tri tiết lộ chính xác 100%, đúng cuối năm 2023 âm lịch, Mậu Tuất sinh năm 1958, được thần tài ban cho lộc lớn. Bất ngờ nổ lộc, trúng số liên tiếp, tiên tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết. Kính thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Có những người phước dày mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công. Như theo tử vi số mệnh luận giải rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, tiền nhiều chất đống, thu hái của cải của thiên hạ về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cô bác Mậu Tuất biết không, có một khái niệm nói rằng, phiên bản hoàn mỹ nhất của chính Mậu Tuất không phải là phiên bản nơi Mậu Tuất chỉ nghĩ, Mậu Tuất có thể làm mọi thứ mà không thật sự làm gì cả. Phiên bản hoàn mỹ nhất của mỗi Mậu Tuất xuất hiện ở thời điểm bản thân họ luôn cầu tiến và cầu thị, học hỏi và vươn lên, phiên bản đấy không bao giờ mất sự tập trung, không bao giờ quên sự cố gắng, biết cách từ chối những cám dỗ bên ngoài, không uống cái gì, không chơi cái gì, không lậm vào cái gì, để giữ cho bản thân sự tĩnh lặng tỉnh táo, mà tập trung vào đường mệnh của chính mình. Dù sao đi chăng nữa, vẻ đẹp của mỗi Mậu Tuất sẽ luôn thật sự rực rỡ, ở thời điểm họ chuyển mệnh, chuyển vận, chiếm bản ngã, nỗ lực và bền bỉ để theo đuổi những điều rực rỡ của đời người. Và trong những ngày tháng còn lại của năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều những cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối dẫn đường mà kiếm được nhiều lộc lá. Của cải trong cái giai đoạn cuối năm này đây sẽ là một khoảng thời gian rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không lại là do chính bản thân của quý vị tuổi Mậu Tuất. Vậy vận trình trong giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm lời giải đáp quý vị nhé! Đúng cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bất ngờ nổ lộc, trúng lớn tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Tuất 1958 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cũng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Con giáp tuổi Mậu Tuất tính tình phóng khoáng, thông minh cơ trí, tài giỏi hơn người, tuy nhiên vẫn có phần nóng nảy bộp chộp. Tiền vận không có nhiều sóng gió, có thành tựu nhưng không đáng kể, gặp thất bại khá nhiều, tài lộc không nhiều. Trung vận lên như diều gặp gió, tự mình làm nên cơ nghiệp, hậu vận tài lộc dồi dào, anh em người thân gắn bó khăng khít. Nếu theo con đường nghệ thuật, tìm được thầy giỏi bái sư học đạo thì dễ thành công, nên lập gia đình muộn, kết hôn sớm dễ sinh mâu thuẫn, con cháu đầy nhà nhưng chỉ có một người mang mệnh quý nhân. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì trải qua nhiều thất bại mới có được thành công, sinh vào mùa thu, mùa đông được hưởng phúc tổ tông. Họ là người giỏi suy luận, ưa phân tích, song đôi khi lại phân tích vấn đề quá mức triệt để, nhìn sâu vào chi tiết chứ không nhìn nhận tổng thể vấn đề. Họ mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen và trở thành bạn bè thân thiết với người khác, nhưng khi đã chọn được bạn thì họ sẽ coi đó là người tri kỷ và chân thành đối đãi, cố gắng giữ mối quan hệ lâu dài. Điều này thể hiện trong cả quan hệ tình cảm lẫn quan hệ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới của họ. Người tuổi Mậu Tuất bản tính chính nghĩa, hào hiệp, vì người quan trọng với mình, họ có thể không màng tới bất cứ điều gì để bảo vệ. Tuy thông minh nhưng người này không giỏi biểu đạt, không có khả năng trình bày vấn đề nên rất khó khăn mỗi khi muốn truyền tải ý kiến của mình với người khác. Họ rất dễ khiến người khác lầm tưởng mình là kẻ cao ngạo và cố chấp. Với bạn bè, họ luôn đối xử chân thành hết lòng hết dạ, không bao giờ phản bội bạn bè. Họ coi đó là sự trung thành mà ai cũng cần có, trung thành cũng là đặc điểm tiêu biểu nhất trong tính cách người tuổi Mậu Tuất. Người sinh năm Mậu Tuất thường có óc hài hước, cũng có tài ăn nói, giỏi thuyết phục người khác, nhưng tuổi Mậu Tuất tính tình khá nóng nảy, cảm xúc thay đổi thất thường, khiến người khác khó lòng nắm bắt. Họ còn có thói xấu là hay bắt bẻ lỗi lầm của người khác nữa. Với tính cách như vậy, nếu có người dạy bảo, hướng dẫn tận tình, hướng đi đúng đường, thì tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở, làm nên đại sự. Đa số những người sinh năm Tuất nếu làm nhà lý luận thì sẽ có đầu óc tư duy nhanh nhạy, hiếm khi đưa ra những luận điểm sai lầm, tuy nhiên họ còn thiếu tính thực tiễn và khả năng phán đoán. Nếu không tìm được người thầy, người lãnh đạo biết nhìn ra ưu điểm của mình thì dù tài năng nhưng người tuổi Tuất vẫn có thể chẳng làm nên tài cán gì.
Đầu tiên là tổng quan vận mệnh giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất 1958. Xem tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, vận trình của người tuổi Mậu Tuất có thăng, có trầm, có suôn sẻ, có khó khăn đan xen. Công việc ở mức bình ổn, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất, cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong cuối năm 2023 này, nhất là khi trong thời gian này có nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong dịp cuối năm còn có điểm tiểu nhân đeo bám, tuổi Mậu Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Cát tinh thái dương chiếu rọi, giúp vận tài chính của bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Song việc chi tiêu quá đã có thể là nguyên nhân gây phá tài, bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý. Có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, con giáp này được hỗ trợ không nhỏ trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ được hưởng lợi hơn cả khi dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao. Để tìm thấy những đối tượng phù hợp, tình cảm lứa đôi phát triển khá nhanh, có thể tính chuyện về chung một nhà. Tình hình sức khỏe trong giai đoạn của mệnh chủ vẫn đảm bảo, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng, chủ yếu là áp lực tinh thần, khiến thể trạng bạn bị suy yếu, nên chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Phương diện sự nghiệp từ nay tới Tết 2024, bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần làm việc của mình lên cao hơn, bền bỉ cố gắng hơn. Sự hăng hái giúp con giáp này làm việc miệt mài, bất kể thời gian và sức khỏe để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất, cho nên thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong cuối năm 2023 này. Nhất là khi có nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào đừng vội nản chí, còn rất nhiều khả năng tiềm tàng bên trong con người mình mà bạn chưa khám phá ra. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, những năng lượng tiềm ẩn ấy mới xuất hiện và giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Cho nên dù bất cứ điều gì xảy ra không được như ý muốn, hãy coi như đó cũng là một cơ hội để bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân. Trong thời điểm này, còn có điểm tiểu nhân đeo bám, do ảnh hưởng của thương quan, tuổi Mậu Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Đừng lo chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh ám muội, sẽ giúp bạn tránh được một vài rắc rối cản trở con đường phát triển sự nghiệp của mình. Khoảng thời gian cuối năm hãy nhớ rằng, làm gì cũng cần lấy nhu thắng cương, lùi một bước để tiến hai bước, hành sự cẩn trọng và chắc chắn, dồn nhiều tâm huyết vào mỗi việc mình làm, thành công sẽ ngày gần bạn hơn. Hơn nữa, Thái Dương Cát Tinh xuất hiện trong dịp cuối năm 2023 âm lịch, với người tuổi Mậu Tuất sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp kịp thời của quý nhân. Tuy nhiên mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, đừng quá trông chờ vào may mắn. Phương diện tài lộc từ nay tới Tết 2024. Cát Tinh Thái Dương chiếu rọi, giúp vận tài chính của tuổi Mậu Tuất thêm phần suôn sẻ, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, cát tinh này chủ về quý, chứ không phải phú, điều đó có nghĩa là cơ hội thì sẵn có, nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản, và phụ thuộc rất lớn vào sự nhanh nhạy với thời cuộc của mệnh chủ, do đó, bạn cần tính toán kỹ càng và cẩn thận, để tránh những rủi ro không đáng, cũng đừng chần chừ quá lâu, kẻo thời cơ tốt đẹp trôi qua mất, nếu cần thiết, đừng ngần ngại hỏi xin kinh nghiệm từ người đi trước, nếu có ý định đầu tư, con giáp này cũng có thể cân nhắc tiến hành ngay trong cuối năm 2023 nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương, tốt nhất nên tránh những hạng mục như vậy thì hơn. Ngoài ra khoản thu về trong cuối năm khả quan, song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài, bạn nên sớm cân bằng các khoản thu chi của mình sao cho hợp lý, tránh rơi vào cảnh vay mượn nợ nần. Cuối năm 2023 này, trong nhà nên lưu ý dọn dẹp góc chính đông, đó là nơi tài khí tích tụ, do có sao lục bạch chủ tài lộc cư ngụ. Nếu để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu thì sẽ khiến tài khí tiêu tan, tiền bạc cũng theo đó không cánh mà bay. Phương diện tình cảm, gia đạo. Giai đoạn cuối năm, người tuổi Mậu Tuất có thể yên tâm về chuyện tình cảm của mình khi có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa.
Người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ người khác phái, nhờ thế mà mở rộng mối quan hệ xã giao, nên cũng dễ dàng để tìm kiếm một nửa của mình hơn nhiều so với bình thường. Nhưng mặt trái của việc đào hoa vượng là khiến bạn cảm thấy rối ren trong nhiều mối quan hệ, không biết lựa chọn sao, thậm chí rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không. Vì thế, tuổi Mậu Tuất nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể sẽ dần suy nghĩ đến chuyện về chung một nhà, cả hai biết được những khó khăn đang chờ đợi phía trước, nhưng tình yêu đủ lớn để giúp hai bạn tin tưởng và cùng nhau vượt qua tất cả, tạo dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận đồng lòng, con cái chăm ngoan, gia đình hạnh phúc, tất cả những điều đó tạo ra động lực lớn lao để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa vì những người thân yêu của mình. Tuy có đôi lúc phải vất cả một mình, nhưng bạn vẫn vui lòng nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho cả gia đình. Phương diện sức khỏe. Tiếc rằng, theo tử vi từ nay tới Tết 2024 âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể, có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, khiến quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện, có thể mang tới điềm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào, thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học, điều độ, chớ vì làm lụng quên ngày đêm, gây tổn hại sức khỏe. Trong năm 2024 sắp tới, quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất 1958 cũng sẽ gặp khá nhiều vận hạn năm. Quý cô bác anh chị nên biết trước và làm thế nào để hóa giải biến hung thành cát, để có một năm thuận lợi và hanh thông. Đối với nam mạng Mậu Tuất, năm 2024 nam mạng tuổi Mậu Tuất có sao Thái Bạch chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, sao Thái Bạch là hung tinh chủ về hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá. Người gặp sao Thái Bạch nếu ăn ở phúc đức, hiền lành, tử tế thì vận hạn sẽ được giảm nhẹ. Năm nay Mậu Tuất nam mạng làm gì cũng cần tính toán thận trọng khi cho vay mượn tiền bạc, nên có giấy tờ chứng từ rõ ràng, kẻo xảy ra nhầm lẫn. Nam mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024 gặp hạn toán tận, đây là hạn chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản. Muốn giảm được tác động xấu của hạn này, mệnh chủ nên cân nhắc thật kỹ trước các quyết định đầu tư tiền bạc của mình. Nếu hùn vốn làm ăn chung, cũng cần có sự tìm hiểu, thận trọng trong các lĩnh vực lợi nhuận lớn, rủi ro cao. Vận niên dương hồi ngàn mang ý nghĩa dê bên bờ cỏ, được tận hưởng món ăn yêu thích. Trong năm 2024 nam mạng tuổi Mậu Tuất sẽ gặt được trái ngọt trong công việc nếu mệnh chủ làm ăn ngay thẳng, chăm chỉ, nỗ lực không bỏ cuộc. Mệnh chủ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân trong các lĩnh vực đầu tư. Năm này không nên vì thắng lợi mà nảy sinh kiêu căng hiếu thắng. Đối với nữ mạng Mậu Tuất, năm 2024 nữ mạng tuổi Mậu Tuất có sao Thái Âm chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu, sao Thái Âm là phúc tinh, mang tới nhiều may mắn, cát lợi, phù trợ cho thân chủ. Người có sao Thái Âm chiếu mệnh, nếu ăn ở phúc đức, hiền lành tử tế thì cầu danh lợi sẽ được như ý, hạnh phúc viên mãn, gặp được quý nhân phù trợ. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền, đây là hạn chủ về sức khỏe, tinh thần mất năng lượng. Muốn giảm được tác động xấu của hạn này, chủ mệnh nên tránh xa những điều thị phi, tai tiếng, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi họa từ miệng mà ra, không nói những điều xấu thì tai không nghe, tâm được an lành trong sạch. Vận niên tuổi Mậu Tuất nữ mạng năm 2024 là dương thảo ngạn, tức dê bên bờ cỏ, với món ăn yêu thích. Trong năm Giáp Thìn, nữ tuổi Tuất 1958 sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn nếu mệnh chủ biết cách tự tạo niềm vui, sống từ bi hỷ xả, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, cuộc sống đủ đầy như những chú dê trên bãi cỏ. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất 1958 cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý cô bác anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất, lấy may đầu năm mới 2024. Vậy Tết năm 2024 này, quý cô bác nên chọn tuổi nào để sông nhà? Xin mời quý cô bác anh chị cùng dõi theo video dưới đây nhé. Hướng dẫn chọn tuổi sông đất đầu năm 2024 cho gia chủ nam tuổi Mậu Tuất. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can,
địa chi tương sinh với tuổi Mậu Tuất, đồng thời ngũ hành thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Mậu Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, khá, Bính Dần 1986, khá, Mậu Tý 1948, khá, Canh Dần 1950, khá, Kỷ Hợi 1959, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Mậu Ngọ 1978, khá, Canh Thân 1980, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Mậu Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Tỵ 1953, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Giáp Thìn 1964, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Quý Sửu 1973, xấu. Bản mệnh Ất Tỵ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau: cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý,
đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Thưa quý vị, để hóa giải vận hạn năm 2024 này cho tuổi Mậu Tuất, các thầy tử vi đã đưa ra luận giải thế này, mời quý vị cùng tham khảo nhé. Năm 2024 Mậu Tuất được sao Thái âm chiếu mệnh, đây là phúc tinh, nên nếu mệnh chủ sống đúng đắn, tử tế, thì sẽ càng nhận được nhiều may mắn cát tường. Sao Thái âm chỉ phát huy hết tác dụng khi tuổi Tuất 1958 hướng thiện và làm nhiều việc tốt. Theo quan niệm của người xưa, khi có sao tốt chiếu mệnh, thì gia chủ có thể làm lễ nghênh đón cung sao, nghi lễ này được thực hiện tại chùa, hoặc tại gia mỗi năm một lần, gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cầu kỳ, nhưng vẫn trang trọng, cầu bình an, sức khỏe. Hóa giải tai ương trong năm Giáp Thìn, nữ tuổi Mậu Tuất có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương, tuổi Tuất được Phật A Di Đà hộ mệnh che chở, đeo mặt Phật A Di Đà bên người để được Đức Phật dẫn đường chỉ lối, chứng giám lòng thành. Mệnh chủ có thể chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, tương sinh, hoặc thạch anh xanh, tương hợp. Dự đoán tử vi 12 tháng trong năm 2024 của tuổi Tuất. Tháng 1 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp, tài chính có vận quý nhân phù trợ, nên tiền bạc thoải mái, công việc thuận lợi, xuất hiện nhân duyên tốt từ người khác mang đến, chủ động đón nhận và nắm giữ. Tháng 2 năm 2024 âm lịch, có điểm báo tài lộc trong kinh doanh, buôn bán, mặc dù không quá lớn, nhưng cũng giúp đương số tháo gỡ được khó khăn tài chính trước mắt, nhận được nhiều hỗ trợ từ người thân và gia đình. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, có điểm báo mất của nên đề phòng và nâng cao cảnh giác, cẩn thận trong đi lại kẻo gặp tai nạn,
lỡ giờ tàu xe, hành trình gây hao tiền tốn của. Tháng 4 năm 2024 âm lịch, tài khí khởi sắc, có thể gia tăng nguồn thu nhưng cũng không lớn lắm, đủ để đảm bảo cuộc sống. Trong công việc đang không đạt được hiệu quả như ý muốn, do bị ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Tháng 5 năm 2024 âm lịch, vận trình khởi sắc, khi xuất hiện quý nhân trợ giúp, chuyển đổi công việc hay đi xa đều có lợi, bệnh tật được giải quyết do gặp thầy gặp thuốc. Tháng 6 năm 2024 âm lịch, sức khỏe suy giảm, có nguy cơ bệnh nặng, khiến hao tiền tốn của, đề phòng hỏa hoạn và tai nạn đường sông nước. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, tài chính bất ổn, tiền bạc túng thiếu đến mức phải đi vay mượn, sức khỏe giảm sút do gặp các bệnh liên quan đến hô hấp, tuy nhiên tình duyên khởi sắc, các mối quan hệ tình cảm tiến triển tốt đẹp. Tháng 8 năm 2024 âm lịch, tài lộc gia tăng từ nguồn thu trong làm ăn, buôn bán hoặc tăng lương thưởng, nhưng tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc chữa bệnh. Tháng 9 năm 2024 âm lịch, có điểm thị phi, tiểu nhân phá vách nên hết sức cẩn trọng khi ký tá giấy tờ, kẻo vướng họa lao ngục, gia đạo bất ổn, có nhiều mâu thuẫn, xích mích dẫn đến rạn nứt các mối quan hệ. Tháng 10 năm 2024 âm lịch, hao tiền tốn của, nhưng là của đi thay người, so ra vẫn còn may mắn, đề phòng người bên cạnh kẻo dễ bị lừa đảo, đi xa bất lợi cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tháng 11 năm 2024 âm lịch, xuất hiện quý nhân trợ giúp trong công việc, nên dù gặp nhiều áp lực và khó khăn, song vẫn giải quyết ổn thỏa, có điểm xấu tai nạn xe cộ, nên phải chú ý khi đi lại. Tháng 12 năm 2024 âm lịch, xuất hiện tình trạng đau nửa đầu, sức khỏe suy giảm, do áp lực công việc cuối năm bộn bề, tiền bạc thu nhiều nhưng chi cũng không nhỏ, phải sắp xếp lại công việc để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, tránh lao lực quá độ. Thưa quý vị, 4 điều bạn cần làm để sống hạnh phúc tuổi già, hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo thêm nhé. 1. Duy trì kết nối bạn bè. Sau khi nghỉ hưu, vòng tròn quan hệ xã hội và bạn bè của người lớn tuổi dần hẹp lại. Nếu chỉ quẩn quanh trong nhà và tập trung vào việc trông nom các cháu, làm việc nhà, thì người già sẽ rất cô đơn. Thực tế, người già rất sợ sự cô độc và neo đơn. Không chỉ vậy, nỗi cô đơn còn là mối hiểm họa làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, béo phì, trầm cảm, Alzheimer. Ngoài ra, thiếu vắng bạn bè còn làm người già mắc chứng lo lắng và căng thẳng thường trực, làm chất lượng giấc ngủ kém đi, cũng như hình thành các thói quen có hại cho sức khỏe, như hút thuốc, rượu bia. Để ngăn chặn những nguy cơ bệnh tật kể trên, người lớn tuổi cần duy trì kết nối bạn bè bằng nhiều cách, đơn giản là tham gia câu lạc bộ, như dưỡng sinh, chơi nhạc cụ, hoạt động thiện nguyện, du lịch cùng bạn bè để vừa vận động thể chất, chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, sử dụng mạng xã hội cũng giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với người thân và bạn bè. Nhờ vậy, người già sẽ tìm được nhiều niềm vui, đồng thời cải thiện sức khỏe thể chất đáng kể. 2. Biết giữ gìn sức khỏe bản thân. Sức khỏe là tài sản vô giá, quyết định mức độ hạnh phúc tuổi già. Có thể thấy việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là cách đối xử tốt nhất với bản thân, mà còn là với gia đình, con cái và xã hội. Nếu có sức khỏe tốt, thì bạn sẽ giữ được thế chủ động trong cuộc sống, không cần phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của con cái, người thân. Hơn nữa, thể chất tốt cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Vì thế khi đến độ tuổi U50, bạn cần quan tâm nhiều hơn đến tình trạng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sa sút, kèm theo đó là những tiềm tàng bệnh tật lâu năm càng lộ diện rõ hơn, chẳng hạn như thói quen hút thuốc, uống rượu ở nam giới trong thời gian dài là nguồn gốc cho các căn bệnh liên quan đến gan, phổi, thận. Với phụ nữ, tình trạng suy giảm nội tiết tố do mãn kinh bắt đầu xuất hiện, đó là lý do người lớn tuổi nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và ăn uống khoa học, đảm bảo đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết: đạm, bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người tuổi U50 nên cắt giảm các chất béo từ động vật để tránh tình trạng tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ cũng là việc rất cần thiết để tầm soát phát hiện sớm các căn bệnh mãn tính. 3. Cải thiện sức khỏe tinh thần. Ngoài thể chất giảm sút, sức khỏe tinh thần ở độ tuổi ngũ tuần cũng cần được cải thiện. Bên cạnh cảm giác cô đơn, người già còn dễ cảm thấy chán nản, không tìm được động lực và niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Theo đó, các chuyên gia tâm lý khuyên người tuổi U50 nên tham gia các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh, tìm hiểu một lĩnh vực mới, theo đuổi sở thích và đam mê có sẵn. Ngoài ra, người cao tuổi nên hạn chế đọc nhiều tin tức tiêu cực, thay vào đó nên xem những tin thưởng thức nhẹ nhàng. 4. Tuổi già an vui nhờ tài chính vững vàng.
Với tuổi già, tài chính là của riêng để an thân và an tâm. Bạn không nhất thiết phải sở hữu một khối tài sản lớn, nhưng cần một khoản tiền vừa đủ để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Có tài chính độc lập không chỉ giúp bạn thấy tự tin, thoải mái hơn, mà còn có thể phục vụ cho những sở thích riêng, dự định cá nhân. Thực tế, giai đoạn bước dần đến độ tuổi về hưu dễ khiến người lớn tuổi cảm thấy bất an về tài chính, từ đó hạn chế tiêu tiền cho việc khám bệnh hay đáp ứng nhu cầu giải trí, ăn uống, du lịch. Điều này dẫn đến tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo tốt. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.